người sáng tạo đã phàn nàn về quy trình xác nhận quyền sở hữu và khiếu nại theo một báo cáo mới được công ty công bố hôm nay. Hơn 2,2 triệu video trên YouTube đã bị khiếu nại về bản quyền. Báo cáo minh bạch về bản quyền là báo cáo đầu tiên thuộc loại này do YouTube xuất bản. Báo cáo này sẽ cập nhật định kỳ 6 tháng về sau. 2,2 triệu xác nhận quyền sở hữu không chính xác chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng số hơn 729 triệu xác nhận quyền sở hữu bản quyền được đưa ra trong nửa đầu năm nay. 99% trong số đó bắt nguồn từ Content ID, công cụ thực thi tự động của YouTube. Theo báo cáo, khi người dùng tranh chấp những tuyên bố này, vụ việc được giải quyết có lợi cho người tải video lên 60%. Mặc dù xác nhận quyền sở hữu bản quyền nhầm lẫn là một sự sụt giảm đáng kể trên quy mô lớn hơn, nhưng những người sáng tạo trên YouTube từ lâu đã phàn nàn về cách nền tảng này xử lý các xác nhận quyền sở hữu, cho rằng việc thực thi quá khích hoặc không hợp lý có thể dẫn đến mất thu nhập. Khiếu nại về bản quyền có thể dẫn đến việc video bị chặn, âm thanh bị tắt tiếng hoặc doanh thu quảng cáo sẽ về tay chủ sở hữu quyền. Báo cáo mới này cho thấy một vấn đề mà bản thân YouTube cũng thừa nhận cần cập nhật. Vào năm 2019, Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki cho biết trong một bài đăng trên blog rằng công ty đã lắng nghe mối quan tâm từ những người sáng tạo và rằng YouTube đang khám phá những cải tiến để đạt được sự cân bằng phù hợp giữa chủ sở hữu bản quyền và người sáng tạo. Báo cáo mới lưu ý rằng không có hệ thống nào là hoàn hảo và lỗi vẫn xảy ra ngay cả với các lan can bảo vệ đã được thiết lập sẵn để ngăn chặn việc lạm dụng các cơ chế thực thi. Báo cáo cho biết, khi tranh chấp xảy ra, quy trình do YouTube cung cấp sẽ mang lại quyền truy đòi thực sự và hơn 60% trong số các tranh chấp này đã được giải quyết có lợi cho người tải lên. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!